Ok, thì hôm vừa rồi, hôm qua, hôm nay, hôm qua có một bạn comment ở một cái video của mình bảo là các những chỗ nào để kiếm vàng, không thể tin được là có người xem nick này, tại vì cái này mình làm cho thằng bạn để nó xem chơi chứ còn không có tính cho người, nhiều người không nghĩ là có người khác xem ngoài thằng đấy. Ok, thì nếu mà giả sử mà có ai khác xem á, thì muốn có hỏi gì hoặc yêu cầu gì thì comment, thì mình sẽ xem, nếu làm được thì mình sẽ làm clip hoặc là mình sẽ comment khuyên bảo gì đấy. Thì vừa rồi là ở cái trang này mở cho có lại vì gộ là vàng thôi, chứ thực ra là không nên mua vàng ở đây, tại vì chả ai điên lấy crystal để mua vàng cả, dù túng thế nào đi nữa cũng không mua. Được rồi, thì bây giờ sẽ chỉ qua một số cách để kiếm vàng. Hiện tại mình có 274 triệu là rất là khá là nhiều, có thể dùng bây giờ, kể cả mà có Mephisto nhảy một phát, nó mở Mephisto ra chẳng hạn, là có đủ vàng để nâng thằng đấy từ một sao lên 7, từ level 1 lên level 70 luôn, tức là từng đấy vàng là sẽ đủ cho những thằng đắt như đến như vậy. Được rồi, thì cách để kiếm vàng như nào? Đầu tiên là không tiêu vàng, cái này nghe có vẻ rất là rõ ràng nhưng mà không tiêu những thứ vớ vẩn. Người mới thì đương nhiên là có rất nhiều thứ phải tiêu vào, ví dụ như là nâng tier 3 mới này, hay là chạy Epic Quest này. Mình biết là chạy Epic Quest này, những cái cửa mà nó phải bắt mình là kiếm cái nâng cái Black Antimatter của nó rất là tốn tiền, mất hàng chục triệu liền, cho nên là mình rất là hiểu đây nâng cái này này là mình hiểu cái đấy. Nhưng mà thời gian đầu ấy, thì đương nhiên là phải làm những cái đấy và khó mà tránh được thì đành phải làm, nhưng mà những cái không cần thiết như mình kể sau đây á thì sẽ không được phép, không nên động vào. Ok, đầu tiên là không nâng skill linh tinh. Tại sao không nâng skill? Nô thì hơi đắt để kiếm thằng nào tier 1, chẳng hạn như là Doctor Strange chẳng hạn, không nào cũng đắt. Thằng này chẳng hạn đi, khi mà nâng một skill này từ level 1 lên level 5 là mất 1 triệu vàng. Nếu mà nâng cả 5 skill là mất 5 triệu, hơn 5 triệu vàng. Nâng thằng mà kiểu native tier 2 như này chẳng hạn là sẽ mất 2 triệu. Thằng này tiếp tier 3 như này, như Nô chẳng hạn, là sẽ mất 3 triệu 2, 3 triệu 3. Cho nên là việc mình nâng skill nào ấy là rất là quan trọng, tại vì giả sử mà thằng nào cũng nâng mà nhảy phát xuống, ví dụ thằng này chẳng hạn không bao giờ dùng chẳng hạn mà nâng skill của nó lên level 5 chẳng hạn là hoàn toàn là rất là phí phạm. Ok, chỉ nâng những skill nào mà nó có hệ cái effect nó lên thôi, ví dụ như là giả sử skill số 3 này nào, chẳng hạn nó sẽ tăng một đống đồ chẳng hạn thì nâng, còn skill số 1 này á khi ấn vào ấy, nó không tăng cái gì hết cả, nó chỉ tăng một số cái damage kiểu cơ bản thôi thì không nên nâng. Đó là nâng skill. Theo nữa, tương tự như vậy là không nên xoay a số 8 này, a số S này khi mà nó không ở trong, nó đang không discount, cho nó không đang không giảm giá. Khoảng một tháng, một event nó sẽ giảm giá một lần, còn một nửa giá thì thay vì 10.000 ở đây thì nó sẽ là 5.000. Thì lúc đấy sẽ hẵng nâng. Ok, hình như là trong vòng 2-3 hôm tới là nó sẽ có một đợt giảm giá như vậy, thì hoàn toàn có thể nâng được. Và chỉ nâng những đứa nào tốt thôi, không nâng những đứa mà yếu. Ví dụ mình có con Sean Rogers này chẳng hạn khỏe, thì mình nâng xoay ISO 8 cho nó, ISO 8 cho nó. Nhưng mà giả sử mà thằng Spider-Man này rất là yếu, không dùng đến, thì không có lý do gì mà lại nâng ISO cho thằng này cả, đúng không? Rất là tốn tiền. Một lần xoay ISO này là mất 5 triệu hay gì đấy đi giá bình thường, còn nếu mà không nếu mà giảm giá chứ còn không, khoảng 2-3 triệu là rất là nhiều, mà nâng một nhân vật như vậy rất là nhiều. Ok, tiếp theo nữa là không nâng nhân vật nào mà không dùng đến, vừa nãy nói rồi. Ví dụ kể cả dù là mastery hay là dùng nâng lên 1 sao, 2 sao, 3 sao, hay là nâng lên tier 2 thì không nên nâng những đứa mình không dùng đến. Ví dụ mình có thằng nào kia xuống thằng 1 sao chẳng hạn, thằng này chẳng hạn, mình có thể nâng nó lên được 2 sao, nhưng nâng lên xong để làm gì, đúng không? Nó không được cái gì hết và cũng không được cái giá trị gì cả, trong khi là một mỗi ngày ấy, cái nhân vật này á, nó cho mình một cơ hội để mở từ 3 đến 6 sao. Nhỡ được 6 sao thì ok, không được thì trả sao, đúng không? Thì ví dụ hôm qua hay hôm nay á, mình mở được thằng handle này ở 6 sao, thằng này ở 6 sao thì lấy dùm, còn không có thì thôi, chả việc gì mà tự nhiên nâng thằng này từ 1 sao lên 6 sao cả, tại vì nâng lên thế rất là mất nhiều tiền. Tương tự như vậy thì Mastery cũng thế, mình không dùng thằng này làm Mastery, nó chỉ nâng cái leadership của này thôi,
mà những đứa mới lên được chip yếu ấy, thì không tội gì mà nâng lên, tại cả tại vì một lần nâng nhầm mất vài trăm nghìn là cũng rất là nhiều đúng không? Được rồi, cả những tương tự như vậy thì nâng lên tier 2 cũng thế. Thằng mình có thằng thằng này sẵn sàng nâng lên tier 2 rồi, nhưng mỗi một lần nâng nhảy mất 2,5 triệu vàng, mà trong khi một tháng nó cho mình một cái check in rồi, một tháng nó cho mình một cái ticket này thì dùng cái này ok hơn đúng không? Mất tội gì mất 2,5 triệu. Những thằng nào rẻ như này ấy, thì còn đỡ, còn ví dụ như những đứa mà đắt hơn, thằng này có trong ở trong cái Dimension Mission thì có thể dễ được, nhưng mà những đứa mà đắt hơn một chút ấy, thằng này chẳng hạn, khi mà nâng lên tier 2 sẽ mất không mất tương tự ấy, nhưng mà sẽ mất nhiều ba cảnh, nhiều Black Anti Matter với cả nhiều Cast Non-Stone hơn thì không nên nâng, nói chung là không nên nâng tier 2 bằng tiền. Rồi tiếp theo nữa là không nên xoay World Boss, nếu mà ở VIP 2 trở lên á thì sẽ có cái World Boss xoay như này, thì một lần xoay mất vài trăm nghìn vàng, nếu mà không cần thiết thì không nên nâng, nhất là khi mà ít tiền thì không nên nâng. Một ngày mình nâng xoay 2 lần, nếu được Thanos hoặc là Mephisto hoặc Gnome thì mình dừng, còn không được ấy thì thôi, vẫn cứ đánh Gnome hoặc Mephisto, không quan trọng lắm. Được rồi, tiếp theo nữa là không không nâng thẻ 1 sao. Tại vì sao? Thẻ 1 sao còn như là gần như là vô giá trị. Cái thẻ này để nâng từ 1 sao lên, nâng tụy nâng 10 thẻ 1 sao lên, đâu không, giả sử nâng 100 thẻ 1 sao đi, lên được một thẻ 3 sao chẳng hạn, mà mất tận vài trăm nghìn vàng hoặc vài triệu vàng thì không có tác, không có, rất là phí. Thẻ 2 sao thì nâng cũng được, thường người ta thằng là nhiều nhiều thẻ ấy, thì nó bảo bỏ đi, nhưng mà như mình thiếu thẻ 2 sao ấy thì mình sẽ nâng cả 2 sao lên thì nó đỡ hơn là 1 sao. Được rồi, tiếp theo nữa đó là những thứ mà không nên nâng, đại loại là tiết kiệm tiền hết mức có thể, không tiêu linh tinh, không tiêu bừa bãi và không nâng bất cứ thứ nào mình không cần đến. Đó là cái tip gọi là quan trọng nhất trong game này. Và vàng ấy là một trong những thứ rất là, nói chung là cũng gọi là hiếm trong game, khó kiếm trong game chứ không phải là dễ đâu. Đây là nick mình là tiết kiệm rất lâu rồi thì mới được tầng này, còn không là không bao giờ có chuyện được 270 triệu như này. Được rồi, thế sau nữa là những kiếm mình chỗ nào. Đầu tiên dễ nhất là ở đây là vào Dimension Mission, một ngày sẽ được 2 triệu ở chỗ này. Đấy là ở level 15, còn level dưới này thì sẽ được ít hơn một chút. Nó không là khoảng, nói chung là khoảng từ 1,5 triệu đến 2 triệu. Thì đương nhiên là cái này ấy, ngày nào cũng phải chơi đủ. Tại vì nó vừa có cái vàng này và nó vừa có cái Crypt Tokens này để mua card ở trong này. Thì đương nhiên là ngày nào cũng nên chơi rồi. Được rồi, thì đó là chỗ đầu tiên. Tiếp theo nữa là một chỗ dẫn rất là ngon, co-op. Cái này thì mình chưa mất rồi, nhưng mà đại loại là trong khi mà chơi cái này ấy, kể cả không có VIP ấy, thì thỉnh thoảng sẽ nhận được vàng, và tùy vào cái stage của mình như này, cái nâng để nâng cái stage này ấy, thì nó tùy vào số lượng nhân vật 4 sao level 40 của mình. Khi mà có nhân vật này thì nó sẽ cái level sẽ tăng lên, và maximum là 6. Và khi ở stage 6, stage cửa 6 như này thì một ngày một lần mở mình sẽ được 400.000 đến 500.000 vàng là cực kỳ nhiều. Đặc biệt nữa là khi mà mình có VIP 1, VIP 1 á, để mình xem nào. VIP 1 đây này, cái bonus của nó này. Nó gọi là khi nó không hiện ở đây. Nhưng mà nó khi mà mình chơi cái co-op đấy á thì nó sẽ thêm một cái slot nữa, tức là thay vì một slot nó sẽ cho 2 slot, và slot thứ hai ấy luôn luôn là vàng. Và một ngày ấy, ngày nào bạn cũng trừ cái slot một đầu tiên là random ra nhá, thì 4 cái slot kia, 5 slot kia là đảm cho bảo cho bạn là 4,5 triệu đến 5,2, đúng không? À, 2,5 triệu, 2 triệu đến 2,5 triệu vàng rồi. Cộng với cả những cái slot một nữa mà có thể lên hoàn toàn là vài ba triệu một, ba hai ba triệu, 3-4 triệu một ngày. Thì rất là nhiều đấy. Và nâng nâng lên co-op để mà mở VIP 1 thì như nào? VIP 1 lên rất dễ. Và chỉ cần mua ở đây này, cái này hiện tại nếu mà chưa mua nó sẽ có một cái gọi là dollar deal, tức là nó mất 1 đô Mỹ, hoặc là mình mới Úc là 1,5 đô này thì sẽ mất mua được cái đấy và được 200 crystals và được lên VIP 1 thì chỉ mất có 20.000 Việt Nam thôi, và mỗi ngày được một được từng đấy triệu thì cũng rất là ngon. Cộng với cả cái này nữa là một ngày cũng được 5-7 triệu rồi đúng không? Rồi, tiếp theo nữa, kiếm ở đâu? Epic Quest, cái này là mình cũng chưa nói với ai bao giờ, nhưng mà cái này rất là cơ bản thôi, tại vì đầu tiên là đắt nhất, ngon nhất thì luôn luôn chơi Epic Quest khi mà cái boost point của mình là đang ở 100, thì khi mà chơi cái những cái như này này thì một lần nó được cho mình là không nhớ là 3-40 nghìn gì đấy, thì như vậy là cũng khá là nhiều đúng không?
hoặc là sau khi chơi cái đấy xong thì sẽ chơi cái cửa này thì cũng được ít hơn nhưng sẽ cũng được nhiều tiền. Mình sẽ xin thử một ván của bên này, chắc chưa chơi hôm nay, chưa chơi đây thằng này chẳng hạn, chạy 3 lần như này là đã được 60.000, chạy như này vài lần là đã được vài trăm nghìn rồi đúng không? Mà mình có ở đây có hai cửa này, là 6 lần này, ở đây cũng có hai cái nữa này, xong rồi cái Fantastic Four nữa nó sẽ có hai lần nữa ở đây, và mình nếu mình chơi ở đây chẳng hạn thì sẽ được tiếp 3 lần nữa, mà luôn luôn chơi ở 100% boost point, tại vì cái này cũng cao này đi không, 72.000 đấy, thì một ngày chơi vài lần như này là xong. Nếu mà mở được cái Epic Quest mà cái pack của nó thì sẽ được nhiều tiền hơn. Mình thì có hai cái này, cái Dark Avengers với cả cái Mutual Enemy này, thì ngày nào mình cũng chơi. Thứ nhất là nó vừa cho vàng, thứ hai nó cho cả bio của bọn nhân vật này nữa. Thằng Magneto này mình mà được có tận 900 này, không biết là Moonstone mình có bao nhiêu bio. Đây 1806 mà chỉ chơi cái này thôi, hàng ngày thôi đấy, thì cũng vừa nhiều bio vừa nhiều vàng. Tiếp theo nữa là World Boss Invasion, đứng ngay cạnh Co-op mà không nói luôn, cái này cũng nên chơi hàng ngày, tại vì vàng nó cho ấy, thỉnh thoảng nó cho các cái hộp mình chơi mất rồi nhưng mà thử lại đi. Nhìn này mình chơi này, những cái đứa nhân vật này cao này, nhưng mà nhìn vào Universal, hôm nay nó yêu cầu Universal đúng không? Mình dùng hết sạch luôn, không còn một thằng Universal nào cả, tại vì dùng cái này có khả năng được card nữa, cho nên là chả tốt gì mà không chơi. Và mình chơi rất là nhiều cái này để kiếm card lẫn kiếm vàng. Khi mà dùng nhân vật ở đây á, nếu mà may mắn á, sẽ được những cái hộp màu sắc màu xanh đỏ tím vàng á, thì màu xanh da trời trở lên là khá ngon. Màu tím thì mở ra một lần có thể lên được 200.000 vàng hay gì đấy, 200-300.000. Nhưng mà nếu mà mình đứng nhất kiểu cái ván này á, thì sẽ được nhiều hơn nữa. Tại nó, ví dụ nó mở hai lần vàng chẳng hạn là sẽ được 400.000 chẳng hạn, thế là cực kỳ nhiều. Đây mình, ván này mình đứng nhất này, thì mình sẽ được một cái hộp nó óng ánh như này đúng không? Nếu mà màu này không Sida, màu này thì Sida, nhưng mà nếu mà được màu xanh ngà trời hoặc là xanh tím trở lên ấy là rất là ngon, thì cũng nên chơi ở đây. Đó là tiếp theo. Tiếp theo nữa là cái cuối cùng này thì mình không chơi tại mình rất là lười, nhưng mà nếu mà ai chơi ấy, thì có thể chơi cái Legendary Battle này và chơi cái Thor Ragnarok ở dưới cùng này. Cái này thì chỉ dành cho những người nào có cái uniform của Thor và nó ở gọi là gì nhỉ, Mythic thôi. Đây là trông để mình vào trong cái đây để show xem. Đây ở Mythic như này thì nó mới có thể nhận được cái hộp như thế. Thì hộp trông như nào? Hộp này á, nó sẽ có màu đỏ và nó phát sáng trông như này, có các cái phần đỏ ở phần bên hông của cái hộp ấy, nó có màu đỏ. Nhưng mà ví dụ mà sang một đứa khác chẳng hạn, mình Black Widow chẳng hạn, mình không có cái Extreme Box này chẳng hạn, thì ví dụ này cũng không hẳn hoi lắm. Thế lại là cái bên hông của nó, đây cái này cũng có cái uniform mình cũng Mythic này, nhưng mà cái bên hông của nó không màu đỏ đúng không, thì nó sẽ không được. Mà những đứa nào mà có mua cái Legendary cái Extreme Pack này thì mới có cái màu đỏ thôi. Thì Thor là cái rẻ nhất để có được cái đấy. Và khi chơi cái này rất là cũng rất nhanh nhưng mà lười. Một lần chơi này mất chỉ có vài ba giây rồi, nhanh lắm. Đây là lần đầu tiên mình mở cái này trên máy này, cho nên là nó mất công, nó sẽ chạy qua một lúc. Còn máy kia thì chơi nhanh hơn. Skip. Đó, mất vài giây thôi. Đây, ván này đánh hơi chậm, còn bình thường nhanh hơn nữa. Và trông khá là epic, trông khá là phê. Rồi, thế là xong một trận. Và sẽ được một cái hộp nó màu đỏ và nó phát sáng như này đúng không? Khi mà lấy ở đây xong thì cái này thực ra khả năng được vàng rất là ít, nhưng mà nếu mà được ấy, sẽ 500.000 là cũng rất là cao. Đấy, bình thường chỉ 30.000 thôi thì không bỏ, nhưng mà rảnh thì ngồi chơi cũng được. Thì đấy, đại loại là kiếm vàng ấy thực ra không khó, nhưng mà căn bản là phải nhịn bản thân và không nâng linh tinh. Những chỗ vừa rồi những chỗ kiếm vàng rồi, còn rất là ít chỗ kiếm vàng đúng không? Và phải nhịn không nuôi linh tinh, không nâng linh tinh, uniform thứ không nâng linh tinh cái gì hết. Những cái đồ này, cả những cái này xoay cũng không nên xoay làm gì cả, mất xoay 10 lần nó mất 100.000 chẳng hạn. Thế thì phải khá là keyboard buồn xỉn để được tiết kiệm được 274 triệu. Như mình có những thằng trên mạng Reddit các thứ nó tiết kiệm được là cả tiền tỷ cơ, nó tầm đến mức thế. Thì người mới thì đương nhiên là phải dùng,
nhiều. Nhưng mà sau khi mà có ổ các nhân vật đủ để mà dùng rồi ấy, thì sẽ bắt đầu dừng không nâng nữa. Và lúc đấy thì sẽ có thể tiết kiệm và dồn tiền vào để chuẩn bị cho những nhân vật phía sau. Ví dụ như là Mephisto, mình muốn nâng Mephisto chẳng hạn, thì mình luôn luôn muốn đảm bảo trong tiền của mình lúc nào cũng phải đổ trên 200 triệu chẳng hạn. Thế thì đảm bảo thằng này ra phát là đủ tiền nâng luôn. Thì đó là nói chung nói qua một chút về chỗ kiếm vàng và những chỗ cách tiết kiệm vàng đó. Thì không ngờ là có người comment ở video mình thì có ý kiến thêm gì thì hỏi, mình sẽ làm clip. Ok.